Chào các bạn nhé, mình vừa có cái đơn hàng từ Shopee shop phong thủy tài lộc này, shop này Hải Dương này. Mình có lấy bảy mình dán điện thoại Linh Phủ này, cái này mình đã thanh toán trước nhé. Mình sẽ mở ra nhé, xem thế nào nhé. Đây thì shop mà dán thank you này, mã giảm giá này. Thì mình quét cái mã giảm giá này. Vậy chị hài lòng ngủ làm sao này, quay video thì có khao giúp sắp nha, thank you. Đây là giấy lau này, lau bị dán. Mình là có đặt đầu 8 bộ và 9 1 2 3 4 5 6 8 bộ Linh Phù này, dán điện thoại này. Đây mình cũng chuẩn bị cả điện thoại đây rồi. Cái này mọi người nhớ là nếu mà dán thì lấy cái điện thoại, có ốp trơn nhá. Điện thoại của mình nhớ còn siêu đằng sau này. Còn Redmi Note 9 này. Hai mình sẽ lo cái bát lưng đấy nhá. Cái này là chữ này thì mình cũng không hiểu đây. Nó là gì thì chắc cái đây là chuyển vận mà hai con giáp này. Cái này được có niêm phong ngắn ngoài này. Chuyển vận thì mình đặt hai này. Đấy. Cái này chúng ta cũng phải dán thật là kỹ vào. Thì nó sẽ lệch. Vì mỗi cái điện thoại của nó camera thì nó sẽ ở vị trí khác nhau. Đây là chuyện vận hai con giáp này. Đây. Cái này đây. Sẽ dán khoảng 3 cái và này. Vừa cái cạnh này này. Đấy. Mình sẽ dán như thế này nhé. Sẽ dán như thế này này. Sẽ bóc cái này ra nhé. Ờ. Hả?
Rồi. Mới bảo tắm rồi không á, bắt đầu thì nhớ lại em một tí, em đi tắm một tí nhé. Nhìn nhìn này, bố em làm cái gì này? Con biết đi nhỉ. Hơi lạnh. Đây là giá linh phục của mình này. Chỗ bạc này. Rất đẹp này.